Thưa quý Cục Hợp tác Quốc tế Bộ Giáo dục Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Hungary năm học 2023-2024 theo hiệp định SH với 200 suất học bổng dài hạn cho lưu học sinh Việt Nam. Trong đó, 90 học bổng đại học, 55 học bổng thạc sĩ, 25 học bổng chương trình đào tạo thạc sĩ liên thông từ đại học, 30 học bổng tiến sĩ. Học bổng của chính phủ Hungary cấp cho 200 chỉ tiêu bao gồm miễn phí đào tạo, nghiên cứu, cấp bảo hiểm y tế và hỗ trợ chỗ ở sinh hoạt phí theo quy định của phía Hungary. Trong số 200 chỉ tiêu được chính phủ Hungary cấp học bổng, sẽ có 100 chỉ tiêu được cấp bù học bổng của chính phủ Việt Nam bao gồm giấy máy bay một lượt đi và về, phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa và sinh hoạt phí theo chế độ hiện hành. Ngành học chi tiết được công bố trên cổng thông tin điện tử của quỹ Tempus,